Xin chào tất cả các bác. Ở video clip này em xin ghép một bộ cấu hình mà dưới 10 triệu chất âm nó đạt đến ngưỡng mà phải gọi là tuyệt vời trong cái mức tiền, và nó vượt xa rất nhiều tầm tiền các bác nhé. Bình thường nghe 200 tầm tiền đã khó rồi, nhưng mà ghép để nó vượt xa tầm tiền rất nhiều thì nó rất khó các bác. Và đây là một bộ đôi loa, nó là một dòng loa kiểm âm của Mỹ phòng thu, có mặt lì bắn đằng trước các bác nhé, có một cái lườn da lộn đằng trước để cho cái độ tán âm nó tuyệt đối các bác. Đây là một dòng loa của Mỹ, Made in USA các bác. Dòng loa Da Quy Quýt gì các bác, hai cầu chì. Đôi loa này là đôi loa rất hiếm các bác nha, vì rất hiếm. Em đang bán đôi loa này, là đôi loa này trên thị trường giá không dưới 7 triệu, em bán 6,5 triệu. Và em ghép nó sử dụng một con bát 23, 24 gì đấy nhá, gần 25. Và bát gân cao su vẫn còn rất là mới luôn, mới đét luôn các bác, còn rất là mới, tình trạng rất mới, lỗ thông hơi phía trước đấy các bác còn nguyên bụi đấy ạ, lỗ thông hơi phía trước. Và đôi loa thì đẹp cứng tay rồi, vuông thành sát cạnh không tì vết các bác, đẹp không tì vết luôn, em chỉ cần lau sơ là đẹp như mới luôn các bác. Và đôi loa này trên thị trường giá không bao giờ dưới 7 triệu, em bán các bác giá chỉ 6,5 triệu. Và nếu mua lẻ các bác nhá, con âm ly giá 1,8 triệu, GAS 11 rất quen thuộc. Con âm ly này là một con âm ly khai thác được rất nhiều âm ly hay các bác, rất nhiều đôi loa hay. Và cả bộ cấu hình này nếu các bác lấy thì em sẽ lấy tròn 8 triệu lấy cả hai. Đây là bộ cấu hình mà 8 triệu mà nghe nó hay như dòng kiểm âm các bác, nó nghe hay như những bộ mấy chục triệu các bác. Em nhấn mạnh là nghe hay như mấy bộ những bộ mấy chục triệu luôn. Các bác lưu ý giúp em là có những đôi loa nó lên đến, ví dụ những dòng loa nó Nhật đi, Pioneer S180D đi các bác, nó đến mười mấy triệu một đôi đó. Nhưng em khẳng định luôn, nếu mà để so sánh âm thanh thì chắc chắn là thua cửa đôi loa này. Em khẳng định luôn. Nếu em cũng bán cả một F180D, nó hay là những dòng 180A vân vân, hay là những đôi loa săn xui rất đắt tiền, thì khẳng định luôn thua bộ này. Bộ này chỉ có 8 triệu thôi. Và những bộ như vậy thì không phải lúc nào cũng mua được, nó là khi nào về thì mới có các bác. Còn các bác mua những bộ đại trà cái thì lúc nào cũng có. Đó. Và bây giờ mời các bác cùng thưởng thức âm thanh. Âm ly 1,8 triệu, đôi loa 6,5 triệu, lấy cả bộ thì chỉ có 8 triệu thôi, được bớt mấy trăm các bác. Đặc trưng của những dòng loa Mỹ này, nó bát nó xuống sâu mềm và đép nó êm dịu. Tép rất là xòe các bác. Và đây là một bộ nghe nhạc đa thể loại các bác nhé. Các bác có thể nghe đa thể loại luôn. Chất lượng âm thanh đạt cực cao. Xin nhấn mạnh đạt cực cao luôn. Một đoạn nhạc sống các bác. Đánh tiếng phê lòi các bác ạ. Một bộ nghe nhạc chỉ 8 triệu mà chất lượng âm thanh nó bằng những bộ mấy chục triệu các bác. Em nhấn mạnh luôn. Em không nói hoa riêng bộ cấu hình này. Và đây là những bộ cấu hình rất khó để mua các bác, rất khó để mua những đôi loa như vậy, không phải lúc nào có tiền mua được đâu. Và chiếc âm ly thì có thể lúc nào cũng mua được, nhưng khẳng định đôi loa thì nó rất hiếm đó. Và cả bộ này nếu các bác lấy cả hai chỉ lấy tròn 8 triệu, mà và em cũng ghép lên cho một bác khách đã chuyển tiền cho em tham khảo luôn. Nếu bác lấy bộ này thì bác khách chốt rồi. Em xin dừng video clip tại đây. Bác nào có nhu cầu lấy thì hãy nhắn tin, xin chào các bác. Hoặc các bác có nhu cầu ghép những bộ như vậy thì hãy nhắn tin cho em.
Xin kính chào các bác.